Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom và mình là Thương. Tuy là đang ở trong giai đoạn bỉm sữa rất là bận rộn nhưng mà mình cũng cố gắng sắp xếp một chút thời gian để quay video này cho mọi người. Và đúng như cái tiêu đề của cái video này sẽ là một cái bài tập ngắn dành cho những người bận rộn. Mình đang trong giai đoạn bỉm sữa nên rất là bận. Thì mình lựa chọn ra những cái động tác phù hợp nhất, thư thái nhất, tác động cái cơ thể mình nhiều nhất để tập trong cái 15 phút rất là hiếm hoi mà mình có vào buổi sáng hoặc là buổi chiều. Nào, nếu mà bạn cũng bận rộn như vậy và muốn tập một cái bài ngắn thì cùng chạy thảm và tập bài này cùng với mình nha. Nào, hãy ngồi lên giữa thảm của mình, ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Sau đó bạn đưa hai tay ra phía sau của mình, lồng các ngón tay và đan vào nhau. Ban đầu bạn hãy lắc lư một chút cho cái bả vai mở ra nè. Sau đó bạn duỗi thẳng cái cánh tay về sau và nhắm mắt lại. Đừng rướn về phía trước nhiều quá ha. Mình hơi đợi về phía sau và giữ lưng thẳng nào. Mình vừa mở cái lồng ngực phía trước để hít thở. Mình vừa mở cái bả vai ở phía trên cho nó đỡ mỏi. Hai thứ cùng một lúc nha. Nào, nhắm mắt lại, hít và thở dài. Tập trung vào lồng ngực của mình. Mình hít những hơi sâu dài, rồi thở ra sâu và dài. Nào, một vài nhịp thở nữa thôi. Từ từ mình gỡ tay ra. Nào, bạn vẫn giữ mắt nhắm, bạn duỗi hai tay về trước. Vươn lên trời nào, hít vào rướn lên, mở dài lên. Thở ra cúi xuống, còng lưng lại và hai tay nắm lấy đầu gối của mình. Lặp lại như vậy ha, hít vào nào, vươn lên. Thở ra còng lưng, tay nắm lấy đầu gối. Tiếp tục hít vào lên. Thở ra. Nào, hít. Thở và hít vào, thở ra, hai, hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng nào, hít vào rồi thở ra. Sau đó hít vào, vươn cả hai tay, giữ thẳng lên nào, duỗi thẳng cánh tay và nhìn thẳng về phía trước. Từ từ mở ngang cả hai bàn chân bên phải của mình. Nào, duỗi cái cánh tay vươn lên lần nữa, vươn nhiều hơn. Hít sâu vào, thở ra, duỗi tay phải nắm lấy chân phải và nghiêng người qua. Nếu không bắt được chân thì co cái cùi chỏ tay và giữ ở một mức nào đó vừa phải thôi cũng được ha. Hít vào lên, thở ra. Hít, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít vào, thở ra. Lên, lên, xuống. Nhịp cuối cùng nào, lên và mình hạ xuống, giữ một chút xíu nha. Duỗi thẳng cái tay trái và nhìn check lên trời. Nào, hít vào, vươn lên và gỡ ra.
Mình đổi qua bên kia, nào đóng chân bên phải, mở ngang chân trái của mình. Và duỗi hai tay lên trời, giữ được cái vị trí mông ngồi thoải mái, chỉ được cái mũi chân trái lên. Mình bắt đầu thở ra xuống. Hít vào. Thở ra. Hít. Thở ra. Tiếp tục hít sâu. Thở ra. Hít. Thở. Nào, hít dài. Thở ra dài. Và một nhịp cuối cùng. Hít vào. Sau đó thở ra. Và mình duỗi thẳng cái cùi chỏ tay nhìn chắc lên trời. Mình sẽ giữ trong tư thế này một chút nha. Sau đó vươn lên trở lại, hít vào. Và mình gỡ ra. Và mình chuyển cái người mình về tư thế bốn đệ. Tay chống khuôn góc, đầu gối giữ cố định. Lắc lư vùng hông qua phải và trái. Nào, mình tập một vài động tác con bò và con mèo. Úp mu bàn chân và chống chặt bàn tay. Hít vào hạ eo, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra cuộn lưng, kéo căng vào lồng ngực. Đi theo hơi thở của mình. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở dài ra. Một vài nhịp nữa nào. Sau đó khi mình hít vào, mình hãy giữ ở tư thế con bò ngẩng mặt và giữ ở đây một chút xíu. Và chống đầu ngón chân của mình phía sau này, bò bàn tay về phía trước một chút. Và mình sẽ nhấc lên tư thế chó úp mặt nha. Bàn tay chống nâng cái đầu gối và duỗi về phía sau. Mình vào hoàn toàn tư thế chó úp mặt. Và hãy giữ trong tư thế này, giãn hết toàn bộ lưng mình. Đợi về phía sau lắc lư. Bên phải, bên trái, nào cảm nhận vào cái cơ thể của mình ha. Dồn lực qua chân phải, qua chân trái, duỗi duỗi cái thắt lưng của mình cao lên. Sau đó quay về vị trí trung tâm, mình bám chặt hai tay và chân trái, rút chân phải duỗi về phía sau. Và bước chân phải ra ngoài bàn tay bên phải của mình. Hạ cái đầu gối phía sau và chống hai tay bên trong. Lùi cái đầu gối phía sau ra sau một chút để vùng háng ép xuống. Nào đẩy thẳng tay mình nhìn về phía trước. Giữ đây một chút xíu. Rồi mình xoay về bên phải, đặt tay phải lên đầu gối. Vặn nhẹ người nhìn về phía sau. Xoay lưng nhìn trách về sau ha. Sau đó nhìn lên trời và vươn tay phải rướn lên.
Rồi nhẹ nhàng hạ tay phải vào phía trong bàn chân phải trở lại. Nhón mũi chân phía sau và mình nâng đầu gối sau lên. Nào thúc cái người rướn về phía trước một chút xíu, duỗi căng cái tay bên phải ra phía trước, rướn người dài ra. Rồi trả lại tay phải, rút chân phải về sau, vào tư thế chó úp mặt nào, duỗi lưng và dẹn người mình về phía sau. Mình lại lắc lư vùng hông, vùng vai một chút. Sau đó bạn sẽ dồn lực vào chân phải và rút chân trái chĩa dài về phía sau. Bước chân trái ra ngoài bàn tay trái phía trước của mình. Thả đầu gối phía sau này, úp cái đùi phía sau, chống bàn tay, thẳng cái cánh tay và mình nhìn về phía trước. Động tác này giúp cho vùng hông của mình mở ra và cơ đùi của mình được khởi động một chút nha. Nào, đặt tay phải, tay trái lên đầu gối và xoay nhẹ người, vặn lưng về phía sau. Sau đó mình duỗi thẳng tay trái lên trời, nhìn theo tay trái của mình. Rồi nhìn xuống sàn, chống tay trái. Nào từ đây, nhón mũi chân và nâng đầu gối phía sau của mình lên. Thúc người về trước một chút và duỗi tay trái mình rướn dài về trước nha. Chân trái, chân phải đạp về sau, tay trái rướn về trước và đừng để cái hông rớt xuống, gọng bụng lại, rướn nhiều về trước một chút xíu. Sau đó chạm tay trái xuống, rút chân về sau. Nào điều chỉnh vào tư thế chỗ mặt trở lại. Đẩy về sau. Lắc lư nhẹ vùng hông và vai. Nào, tiếp tục rút chân phải đá về sau và bước chân phải lên giữa hai bàn tay phía trước của mình. Lúc này đầu gối phía trước vuông góc hay tay đặt lên gối phía trước và nâng người đẩy về phía sau. Nào hạ vùng háng xuống hai tay chống vào bên hông. Giữ được cái sự vững chắc, đùi chắc, hông chắc. Nào dang ngang hai cánh tay của mình. Sau đó hít vào, vươn lên, duỗi căng cái cánh tay lên trời. Nào rướn người căng lên. Giữ lại một chút xíu. Sau đó tay phải chống lên hông bên phải của mình và hơi nghiêng eo về bên phải này. Cánh tay trái ép vào lườn, căng qua bên phải một chút xíu. Cái này sẽ hơi khó thăng bằng một chút ha. Các bạn cố gắng giữ chắc vào. Rồi cúi về phía trước, gác cái cùi chỏ tay trái ra ngoài cái đầu gối bên phải, chắp tay phải lên trên và xoắn người qua. Trong khi mà bạn lóc khóa được cái tay rồi ha, nhấc cái đùi phía sau và xoay qua nhiều hơn. Nào nếu mỏi quá hãy hạ đầu gối sau xuống sàn. Sau đó nhìn xuống sàn, hạ hai tay. Mình rút chân phải về sau. Lại vào tư thế chó úp mặt. Nào duỗi lưng và dẹn về phía sau. Và mình sẽ tập cho chân bên trái nha. Rút chân trái và bước lên giữa hai bàn tay phía trước của mình. Giữ được đùi trước vuông góc hai tay đặt lên. Nâng người mình lên. Sau đó mở ngang hai cánh tay rộng ra. Trụ được chắc lực ở đùi, vươn hai tay lên trời và rướn lên. Sau đó rời tay trái chống lên hông, nghiêng lườn về bên trái của mình. Giữ được sự vững chãi đây ha. Động tác này vừa làm cho cái lườn mình căng, vừa là sự thăng bằng, vừa chắc được cái đùi dưới sàn của mình này. Sau đó mình sẽ vặn về trái ha. Lách cái cùi chỏ tay phải qua đầu gối, chống tay trái lên trên và xoay người, thẳng gối phía sau, xoắn lưng qua. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng nhìn xuống sàn, chạm hai tay, rút về tư thế chỗ úp mặt trở lại, duỗi lưng về sau, nào lắc hông, lắc vai.
Và mình sẽ đưa hai cái đầu gối của mình về phía trước nha. Đưa hai đầu gối về trước này. Mở hai cái chân song song với cái mép thảm và ngồi mông vào bên trong. Rồi, mình sẽ ngồi về phía sau và thẳng lưng lên. Nắm lấy hai cổ chân, rướn người thẳng một chút xíu. Sau đó đưa hai tay về sau mông, chống bàn tay và hạ cùi chỏ tay xuống sàn. Nếu bạn cảm thấy tư thế này ở đây là đủ cái mức chịu đựng của cái cổ chân của bạn rồi thì bạn giữ ở đây thôi. Nếu bạn muốn vào sâu hơn được nữa thì nhấc nhẹ vùng mông lên hạ xuống này và nằm ngửa ra, nằm hoàn toàn chạm cái đầu xuống sàn. Nhớ là để ý vào cái cơ đùi của mình ha. Tại vì bài ngắn nên mình không có tập cái đùi làm nóng lên nhiều á và cái cổ chân của mình. Cho nên hãy để ý vào bạn giữ ở mức nào mà cơ thể của bạn cho phép thôi nha. Nào hít thở nhẹ nhàng. Nào nếu được đỡ duỗi tay và vươn quá đầu, hít vào nhẹ cánh tay. Rồi mình từ từ kéo hai tay nắm lấy cổ chân. Bạn nào đang nằm hãy nhấn cùi chỏ và nhấc người mình lên. Chống bàn tay nhấc lên, mình đẩy về phía trước luôn nè. Đẩy về trước, khép mũi chân và mình vào tư thế em bé. Thở dài, nghỉ ngơi trong tư thế em bé. Rồi nhẹ nhàng chống hai bàn tay bên cạnh gương mặt, nâng người và mình ngồi lên. Nào mình ngồi mông của mình xuống sàn này, chéo hai chân vào một bên, sau đó duỗi hai chân về phía trước, hai bàn chân chạm lại mũi chân và gót chân này, chạm vào chỉ mũi chân lên trời. Giãn lưng một chút trước khi mình kết thúc ha. Hít vào, duỗi hai tay nhìn lên, thở ra giãn úp xuống, nằm chân cúi đầu nhẹ nhàng. Hít vào lên, thở ra, dạng về phía trước cúi đầu. Tiếp tục hít vào lên, thở ra, cúi về phía trước nhẹ nhàng. Hai nhịp nữa nào, hít vào lên, vươn lên, thở ra, cúi về phía trước nhẹ nhàng. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn lên và thở ra. Sau đó hít vào, vươn hoàn toàn lên, thở ra, gỡ hai tay của mình. Nào xòe cái mũi tay xoay về phía mông, hai cái đầu gối chia lên và chống hai cái bàn chân. Mình sẽ ép hai đầu gối về hai bên này, vắt vai phải, vắt qua trái, thư giãn lại cái sống lưng của mình. Nào một vòng nữa nào, lắc qua lắc lại, sau đó chắp hai bàn chân, ngồi thẳng lưng, cúi nhẹ về trước, rướn nhẹ nhàng, rướn nhẹ nhàng, cúi đầu nhẹ nhàng. Rồi từ từ mình nâng lên trở lại. Và mình ngồi thẳng để chéo hai chân.
Tay đặt lên đầu gối, xoay tròn vùng lưng dưới của mình. Xoay nhẹ nhàng. Nào mình xoay ngược về hướng bên kia. Và quay về dựa trở lại. Nào, vươn hai tay nhắm mắt, hít vào một hơi dài. Hai tay chắp và hạ về trước lồng ngực của mình. Thở dài ra và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập ngắn vừa rồi. Đó là cái bài tập ngắn mà mẹ bỉm sữa thường tập khi mà có rất là ít thời gian vào buổi sáng và buổi chiều và vẫn muốn tập yoga. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Nếu bạn muốn đăng ký về khóa học hay là có những cái thắc mắc khác thì hãy tìm hiểu ở trên cái Facebook Yogi Mom hoặc là cái website yogimomvn.com của mình nha. Mình có đăng mình có thông tin về các khóa học, các cái bài viết ở trên hết rồi. Nào hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Tạm biệt mọi người.